Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm video nói về việc vì sao phải thay đất cho sen đá khi mới mua về, và không muốn thay đất thì phải làm như thế nào. Đấy, vì video này hơi dài nên mình sẽ chia làm hai phần. Phần một mình sẽ nói về việc vì sao phải thay đất cho sen đá. Đấy. Thường thì khi các bạn mới mua cây về thì người ta sẽ bảo các bạn là nên thay đất cho sen đá, nhưng mà các bạn không biết lý do vì sao hết. Có người thì nói là đất Đà Lạt là đất lạnh, khi về xứ nóng thì các bạn sẽ thay đất. Cái này thì nó cũng chỉ là một phần thôi, nên các bạn hiểu hết bản chất của cây sen đá thì mình trồng mới dễ sống. Đối với sen đá thì khâu tưới nước là khâu quan trọng nhất, vì thường thì cây nó chỉ chết sau khi mình tưới nước là bị úng thôi. Vì sao người bán chăm được những cây như thế này nhưng mà lại khuyên các bạn thay đất? Bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn nha. Đầu tiên mình sẽ quay trở về cây sen đá mua từ Đà Lạt. Đây là những cây sen đá mình mua từ Đà Lạt nha. Đó. Vì sao người ta ở Đà Lạt thì chăm sóc được những cây như thế này? Với loại đất mà nó dày và chặt như thế này nhưng mà cây vẫn sống bình thường, đó là một phần là vì khí hậu Đà Lạt là lạnh mát đó. Khi các bạn tưới cây xong á thì đất trong bầu đất á nó sẽ rất là ẩm, nhưng mà khi gặp khí hậu lạnh và mát thì nhiệt độ trong bầu đất nó sẽ rất là thấp đó, nó sẽ thấp hơn bên ngoài, nên là cây nó sẽ không bị rễ cây nó sẽ không bị úng vì nóng và chết cây đó. Nên là một phần là khí hậu Đà Lạt nó lạnh, nên là đó, các bạn thấy khi tưới, thường khi tưới cây xong á, mà các bạn đang đi phơi nắng mạnh đó, là giống như rễ cây á, nó bị luộc lên á, nên là nó sẽ úng vì nóng. Đấy là một trường hợp các bạn hay gặp đó. Thứ hai là những người kinh doanh sen đá thường sẽ có mái che và thông gió để giúp cho vườn luôn thoáng mát. Đó, khi mình cây mà đủ ánh sáng, thường thì họ chỉ để ngoài trời thôi chứ không để trong nhà, nên là khi cây đủ ánh sáng thì nó sẽ khỏe. Đó, và nhiều gió thì sẽ giúp cho lượng nước trong bầu đất ổn định rất là nhanh, nên là cây sẽ không bị thừa nước và chết. Đó là hai nguyên nhân mà cũng sen đá nhiều nhất. Một là nóng quá chết cây, hai là thừa nước và chết cây đó. Vì vậy nên trong cái video trước đó, mình có nói là video mà cách chăm sóc sen đá mới mua về, mình có nhắc đi nhắc lại là khi mình tưới cây xong mình sẽ để nơi thoáng mát, nhiều ánh sáng, chứ không được để nơi nắng gắt hoặc là để trong nhà nơi thiếu sáng và không có gió. Đấy. Còn một số vườn mà người ta đem cây như thế này về nơi xứ nóng mà người ta vẫn chăm sóc được không cần phải thay đất á, là vì thường thì những vườn đó là gần như mình đã nói lúc nãy là đã có mái che hết rồi, mái che giảm nắng giảm nhiệt, và thường những vườn đó sẽ có quạt công suất lớn để người ta thông gió. Đấy, nên người ta sẽ không cần phải thay đất. Còn như các bạn á, khi mua về là mình phải thay đất để cho đất trong cây á, tơi xốp. Khi các bạn cưới cây vào á, thì lượng nước sẽ thừa, sẽ mất rất là nhanh, nên là sẽ giải quyết được cái vấn đề á, là thừa nước cũng cây chết. Còn khi mà cái đất mới thay á, nó thông thoáng á, thì không bị nóng quá, rễ cây nó sẽ không bị nóng quá và úng chết. Đấy. Đấy là hai lý do các bạn phải thay đất. Còn một lý do nữa là khi các bạn mua cây về thì cây nó sẽ trong chậu nhựa hoặc bịch nhựa như thế này. Đó, các bạn sẽ thay ra chậu lớn hơn để cho cây phát triển. Đấy, và khi các bạn thay ra chậu lớn hơn đó, thì sẽ tỉa bớt rễ. Khi mà tỉa bớt rễ thì cây ra rễ mới thì nó sẽ thích nghi được với khí hậu mới nơi các bạn đang sống hơn.
Một phần nữa là khi các bạn thay đất á, thì việc tưới cây nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đấy. Còn mình sẽ giải thích cái việc tưới cây dễ dàng trong video sau. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha.